Ôi, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại kênh của bên em. Đây, tiếp tục cái video. Thì ngày hôm nay bên em sẽ giới thiệu các bác một lô lưng tiếng Adni IP300 hàng em vừa về. Thì lần này số lượng em về chỉ được 20 chiếc thôi, không có nhiều đâu. Dòng lưng tiếng này thực sự có là thời điểm này là hàng hóa cực kỳ khan hiếm, không có hàng đâu. Đây, dòng lưng tiếng hàng mới, nguyên hộp 715. Đây là phiên bản lưng tiếng mới nhất hiện nay rồi, IP300. Này rất đẹp và chất âm này rất là hay. Thực sự các bác để cái này mà lưng tiếng nhạc và tiếng mic lên thì quá hay luôn. Con này mà lưng tiếng nhạc thì mic lên em bao quá về chất lượng của nó luôn, cực kỳ hay, tiếng mic rất sáng và hay. Đấy, có bỏ ra đồng tiền nó chỉ hơn 1 triệu thôi, nó không có quá nhiều, nhưng mà con lưng cái bộ dàn nó lên rất nhiều. Rồi bây giờ sẽ quay qua đằng sau một chút để giới thiệu qua các bạn sau ở con lưng tiếng này nhá. Các bạn theo dõi video hãy ủng hộ cho em một like và nhấn đăng ký kênh màu đỏ dưới cho em nhá. Các bạn theo dõi nhớ đăng ký kênh màu đỏ bên dưới này nhá. Đây các bạn hãy cập nhật những video mới nhất của bên em, hãy nhớ đăng ký kênh màu đỏ, những cái chuông để sắp tới sẽ xả rất nhiều mặt hàng giá sốc chỉ hơn 1 triệu thôi. Bạn nhớ đăng ký kênh màu đỏ bên dưới và cho em một like nhá. Rồi đằng sau đây, đằng sau có đường, hai đường input là đường vào, output là đường ra. Đây đường ra súp này. Thì các bác lưu ý này, em sẽ tặng đầy đủ dây jack ca lông cho các bác. Và con này có thể cắm. Cắm một jack hoa sen được nhá. Đây, nhưng mà các lưu ý là rất nhiều bác cắm nhầm này. Bác nghĩ cắm là trắng với đỏ nhưng không phải đâu nhá. Đường vào để ý là input nó sẽ là hai đường đỏ này, nhạc vào sẽ là hai đường đỏ và hai cái trắng trên đường ra. Đấy, nhiều bác cắm nhầm. Và cho bác xem qua cách chỉnh con này. Con này thì chỉnh rất đơn giản thôi, không có gì cả. Dòng này chỉnh rất đơn giản thôi. Nó sẽ trên là cái 1, kênh 2 đây, như là kênh A, kênh B ấy. Lao mic là chỉnh bass này. Tuner là cắt tần số giọng ca này, các bác để giữa cho em. Còn Rosetto là chế độ chơi nhạc mạnh, nhạc nhẹ, tùy thuộc vào các bác chơi nhạc mạnh, nhạc nhẹ. Hai mic là chỉnh chép. Được chưa? Còn đây là chỉnh đường to nhỏ của súp. Đây là chế độ qua lưng tiếng hay qua lưng tiếng, bắt buộc phải ấn vào, bác nhả ra này. Tiếng trung hẳn luôn, ấn vào này. Bán báo giá luôn, giá là 1.400.000 một chiếc máy lưng tiếng này, 1.400.000 chiếc máy lưng tiếng bao ship chưa? 1.400.000 em bao ship được chưa? 1.400.000 một chiếc máy lưng tiếng IP300 này em bao ship, bảo hành 1 năm. 1.400.000 giá cực kỳ tốt rồi, bác làm nhanh tay đặt hàng, chậm tay là hết. Đấy, 1.400.000 một chiếc máy lưng tiếng IP300 này nhá. Em bán giá rất tốt rồi, cho bác làm muốn sở hữu nhá. 1.400.000 một chiếc em bao ship. Đấy. Thực sự là các bỏ ra đồng tiền nó xứng đáng luôn. Lưng thực sự các bác khi bác ghép này vào dàn bác lên cực kỳ hay luôn. Về chất âm, 1.400.000 một chiếc, 1.400.000 một chiếc máy IP300 này em bao ship. Đấy, 1.400.000 bao ship tận nơi. Tặng tất cả đầy đủ dây dắt điện bác bảo hành 1 năm. Tất cả dòng sản phẩm này em sẽ nói luôn sẽ bảo hành bác 1 năm.